Ba kiểu ăn sáng hại gan thận khủng khiếp. Bên cạnh việc nghỉ ngơi và luyện tập, dinh dưỡng cũng đóng vai trò vô cùng to lớn cho sự phát triển của cơ thể, đảm bảo cho cơ thể hoạt động khỏe mạnh và làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, dinh dưỡng sẽ chỉ phát huy tác dụng nếu chúng được đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc vệ sinh, chế biến, vân vân. Ngược lại, chúng có thể là nguồn lây bệnh tiềm ẩn nếu chúng ta lựa chọn sai cách. Trong ngày, bữa sáng và bữa tối là hai bữa ăn quan trọng nhất, bởi đây đều là những mốc thời gian chúng ta bắt đầu và kết thúc một ngày. Việc nạp năng lượng thiếu hụt hay dư thừa đều ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống của bạn. Các chuyên gia y tế khuyên rằng có 3 kiểu ăn sáng cực kỳ độc hại, bạn cần phải thay đổi sớm trước khi sức khỏe lâm nguy. 3 kiểu ăn sáng hại gan thận khủng khiếp. 1. Bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng quá sớm, quá muộn. Nghiên cứu đăng trên tạp chí của Đại học Tim Mạch Hoa Kỳ phát hiện ra rằng bỏ bữa ăn sáng có liên quan đến việc làm cứng động mạch. Ngoài ra, một nghiên cứu khác của Harvard cũng cho thấy nam giới từ 45 đến 82 tuổi bỏ bữa sáng có nguy cơ bị đau tim hoặc tử vong do bệnh tim cao hơn 27% so với những người có ăn sáng. Những nghiên cứu trên đều đã được khẳng định được vai trò của việc ăn sáng. Tuy nhiên, ăn sáng quá sớm hay quá muộn đều không tốt cho sức khỏe. Thói quen ăn sáng quá muộn sau 9 giờ sáng gây hại như không ăn vì nó sẽ gây ra rối loạn đồng hồ sinh học trong cơ thể, khiến bạn không thể hấp thụ được trọn vẹn dưỡng chất của bữa ăn, lại ảnh hưởng đến bữa trưa. Ngược lại, việc ăn sáng ngay khi vừa tỉnh giấc cũng không tốt cho sức khỏe, vì lúc này một phần thức ăn bữa tối vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Sau khi thức dậy, cơ quan tiêu hóa vẫn cần thêm chút thời gian để xử lý hết lượng thức ăn còn dư thừa đó. 2. Ăn sáng bằng thực phẩm nhiều dầu mỡ. Sau một đêm ngủ dài, bụng ở trạng thái đói cồn cao nên sẽ rất thích thú với các món ăn chiên giòn thấm phức, ngập dầu mỡ. Tuy nhiên, đồ chiên lại là loại thực phẩm chứa ít dinh dưỡng nhưng lại có hàm lượng chất béo cao. Tiêu thụ trong một thời gian dài chắc chắn sẽ gây tăng cân, béo phì. Đáng nói, các thực phẩm chiên rán ở nhiệt độ cao từ lâu đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào nhóm các chất gây ung thư 2A cùng nhóm với thịt đỏ. Khi thực phẩm được chiên ở nhiệt độ cao, không chỉ các chất dinh dưỡng như vitamin bị phá hủy, mà cả protein và chất béo cũng dễ dàng bị biến đổi, tạo ra các chất gây ung thư như acrylamide. Đồng thời, nếu dầu được sử dụng nhiều lần, nó cũng có thể tạo ra các chất độc hại như chất béo chuyển hóa thành hydrocarbon thơm đa vòng. Sử dụng lâu dài sẽ làm tăng áp lực chuyển hóa của gan thận và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 3. Không bỏ bữa sáng nhưng lại ăn sáng với thực phẩm chứa nhiều đường. Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần không bỏ bữa sáng chứ ăn sáng gì cũng được. Tuy nhiên, bữa sáng vội với những loại thực phẩm ngọt chứa nhiều đường thì lại gây hại cho sức khỏe. Thậm chí, những loại thực phẩm chứa nhiều đường khi được ăn vào buổi sáng còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Bởi vì chất béo bão hòa trong các loại thực phẩm này sẽ làm gan bị suy yếu và điều này làm tích mỡ thừa vì thực phẩm chứa nhiều đường thường chứa rất nhiều calo. Vì vậy, nên tránh các loại bánh nướng hoặc kẹo vào bữa sáng. Trong một vài thống kê cho kết quả rằng, một chiếc bánh ngọt có chứa tới 680 calo và 40 gram chất béo. Đặc biệt, thực phẩm chứa đường hoàn toàn không là lựa chọn lý tưởng cho người ăn kiêng. Để ăn kiêng đạt kết quả như mong đợi, bạn cần lựa chọn một bữa sáng đầy đủ chất hơn nhằm giảm cân và cũng giúp tăng thể trạng. Quý vị thân mến, rau là nguồn thực phẩm không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của con người. Một đặc trưng của mâm cơm truyền thống Việt là bát canh rau tươi mát. Canh rau không những giúp bữa cơm ngon mà dễ ăn và còn giúp bạn thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Ăn rau đã tốt, ăn rau sạch được nuôi trồng tự nhiên, không thuốc hóa học càng tốt hơn. Rau tốt cho hệ tiêu hóa và các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Cơ thể khỏe, sống vui, một phần nhờ bộ phận nội tạng. Cơ quan nội tạng khỏe mạnh được nhờ cơ thể không tích tụ nhiều độc tố. Để cơ thể không phải chịu quá nhiều chất độc thì chúng ta nên có chế độ ăn uống khoa học. Nguồn thực phẩm cần được ưu tiên quan tâm hàng đầu. Ăn rau nhiều hơn và giảm lượng thịt xuống. Rau hữu cơ là nguồn thực phẩm hoàn hảo nhất để giúp cơ thể hấp thu và thải độc tốt nhất. Trong rau củ quả có đủ dinh dưỡng và đạm thực vật, không những giúp cơ thể duy trì hoạt động mà còn là phương pháp thanh lọc, thải bỏ độc tố từ thịt đỏ, thịt gia cầm tích tụ lâu ngày.
Dưới đây là 5 món canh dân dã lọc sạch độc tố nội tạng mà bạn nên thêm vào thực đơn của gia đình nhé. Canh bí đao, bầu hữu cơ thịt bằm. Bí đao và bầu là loại quả thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn gia đình, bởi vị mát và thanh của hai loại trái này giúp bữa cơm thêm ngon miệng và tốt cho sức khỏe, mát gan, lợi tiểu, tiêu phù. Bí đao, bầu luộc thì rất đơn giản rồi, nhưng biến tấu món bí đao, bầu nấu canh thịt bằm, tôm bằm sẽ giúp bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng và thơm ngon hơn. Nếu bạn đang bị nóng trong người, bạn nên nấu ngay món canh bí đao, bầu cùng chút thịt bằm, tôm bằm để giải khát và làm mát cơ thể. Lưu ý, bầu và bí đao nên chọn những trái được trồng hữu cơ, không phân bón hay thuốc trừ sâu để đảm bảo cơ thể thải được độc tố toàn diện nhất nhé. 1. Canh bầu nấu tôm. Tôm là thực phẩm giàu canxi, giàu đạm cùng nhiều chất dinh dưỡng khác. Tôm rất dễ tiêu hóa. Trong khi đó, bầu là loại quả có tính mát, vị ngọt, nhuận tràng. Khi kết hợp cùng nhau sẽ tạo thành một món ăn ngon miệng, nhiều chất và bổ dưỡng cho gan. Cách nấu canh bầu tôm rất đơn giản, chỉ cần đem tôm rửa sạch, bầu cắt miếng nhỏ. Tôm đem xào sơ, cho nước vào nấu sôi, sau đó cho bầu vào, nêm nếm gia vị vừa ăn, nấu sôi lại là dùng được. 2. Canh rau ngót thịt heo. Canh rau ngót nấu thịt heo là món ăn phổ biến trên mâm cơm người Việt, được rất nhiều gia đình yêu thích. Đây là món ăn ngon miệng, bổ dưỡng giúp nhuận tràng, thanh nhiệt và giải độc. Cách nấu canh rau ngót thịt heo đơn giản, chỉ cần chọn rau ngót non, rửa sạch, vò nhẹ qua cho mềm. Thịt nạc băm nhỏ, xào sơ qua, cho nước vào đun sôi. Tiếp đó, cho rau ngót vào nước đã sôi, nêm nếm gia vị vừa ăn, chờ sôi lại rồi tắt bếp. Nếu thích, có thể xào cho rau ngót chín tái rồi cho nước vào. Canh rau ngót nấu thịt heo là món ăn vừa bổ gan vừa ngon lành, đặc biệt thích hợp với phụ nữ mới sinh và người mới ốm dậy. 3. Canh khổ qua thịt nạc. Khổ qua hay mướp đắng là loại thực phẩm cực kỳ tốt cho cơ thể. Theo đông y, khổ qua có vị đắng, tính hàn, có tác dụng làm mát gan, thanh nhiệt, giải độc. Trong khi đó, thịt nạc giàu đạm cùng nhiều dinh dưỡng, khi kết hợp với nhau sẽ tạo được một món ăn giàu năng lượng, mát gan giải độc rất tốt. Cách làm món canh khổ qua thịt nạc. Khổ qua cắt khúc hoặc thái lát bỏ ruột, thịt băm băng nhuyễn, thêm gia vị sau đó nhồi vào mướp đắng. Nếu khổ qua thái lát thì xào sơ với thịt nạc bình thường, có thể dùng nước hầm xương để nấu cho ngọt, còn không có thể dùng nước lọc bình thường. Như quý vị đã biết, hầu hết các loại rau củ quả đều có lợi cho gan nói riêng và hệ tiêu hóa nói chung. Tuy nhiên, không phải cứ tốt là ăn vô tội vạ. Có những loại quả tuy rất giàu chất xơ, nhưng nếu ăn sai cách còn khiến tăng cân, tăng mỡ, hại gan chẳng kém. Xoài là một trong số đó. Khi ăn xoài, nên lưu ý một số điều sau để tránh biến lợi thành hại. Kiểu ăn xoài làm lên cân, tăng mỡ máu nhanh khủng khiếp. 1. Ăn trên 3 lần một tuần. Xoài càng chín, càng chứa nhiều đường, mà đường là thứ dễ gây tăng cân không kém gì dầu mỡ. Ngoài ra, nạp quá nhiều đường còn có nguy cơ tăng huyết áp, gây tiểu đường type 2. Dù thích xoài đến đâu, mỗi lần cũng chỉ nên ăn tối đa 1 quả, mỗi tuần tối đa 3 quả. Đây là mức độ vừa phải mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên cáo. 2. Ăn khi đói. Với vị ngọt đậm và lượng calo cao, xoài có thể giúp đứt cơn thèm ăn ngay lập tức. Tuy nhiên, khi bụng đang rỗng mà ăn xoài thì rất hại dạ dày, dễ gây nôn nao, cồn cào và tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc. Khi đói, lượng insulin trong cơ thể đang tụt giảm, bỗng nhiên nạp một lượng đường lớn từ xoài có thể khiến insulin tăng vọt, đột ngột gây nên tình trạng say xoài cồn cào, chóng mặt. Nếu cứ duy trì thói quen này, cơ thể sẽ sản sinh ra phản ứng nhạy insulin, tức là dễ hấp thu đường và tinh bột từ thực phẩm hơn, tăng nguy cơ lên cân và mắc bệnh tiểu đường. 3. Ăn khi bị hen suyễn, dị ứng. Trong phần thịt xoài có nhiều lông tơ nhỏ kèm với một số chất gây nóng trong người, rất dễ gây kích ứng. Với những người mắc bệnh hen suyễn, viêm phổi, suy hô hấp thì không nên ăn nhiều xoài vì nó có thể làm bệnh hen suyễn tái phát và gây nguy hiểm cho người bệnh. Tương tự, người đang bị dị ứng, nổi mẩn do thực phẩm hay thời tiết cũng nên tránh xa xoài. 4. Người bị tiểu đường và biến chứng ngoài da do tiểu đường. Đối tượng phải hạn chế ăn xoài nhất chính là những người bị tiểu đường. Do lượng đường trong món này quá cao khiến bệnh tình trầm trọng thêm.
Đặc biệt, người bị tiểu đường nặng thêm biến chứng lở loét, bong chóc da, nếu còn ăn thêm xoài sẽ khiến tình trạng viêm nhiễm nặng thêm, có thể gây kích ứng, nhiễm trùng, dẫn đến hoại tử. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng loại quả này chứa nhiều dinh dưỡng và có lợi cho cơ thể của chúng ta, như chứa nhiều chất chống oxy hóa. Xoài chứa nhiều polyphenol với hơn chục loại khác nhau như mangiferin, catechin, anthocyanin, quercetin, caprol, acid benzoic và nhiều loại khác nữa. Những chất này có đặc tính chống oxy hóa vô cùng mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào cơ thể bạn chống lại tác hại của các gốc tự do gây nên nhiều bệnh mãn tính. Trong đó, mangiferin được gọi là siêu chống oxy hóa vì nó đặc biệt mạnh mẽ. Theo nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật đã phát hiện ra rằng mangiferin có thể chống lại tác hại của các gốc tự do liên quan đến ung thư, tiểu đường và các bệnh khác. Giúp tăng cường hệ miễn dịch, xoài là một nguồn chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch, trong đó có vitamin A giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và vitamin C giúp cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào bạch cầu, cũng như giúp các tế bào này hoạt động hiệu quả hơn và cải thiện khả năng bảo vệ da. Xoài cũng chứa folate, vitamin K, vitamin E và một số vitamin B giúp hỗ trợ khả năng miễn dịch. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Xoài cung cấp magie và kali giúp duy trì mạch đập khỏe mạnh và giúp mạch máu của bạn thư giãn, từ đó làm giảm huyết áp. Xoài cũng chứa mangiferin mà theo các nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng chất này có thể bảo vệ tế bào tim chống lại chứng viêm, căng thẳng oxy hóa và quá trình apoptosis, chết tế bào có kiểm soát. Xoài là một loại thực phẩm giúp giảm cholesterol, chất béo trung tính và mức axit tự do trong máu là nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch. Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Xoài chứa một nhóm enzyme tiêu hóa gọi là amylase, amyla phân hủy carbohydrate phức tạp tạo thành đường gluco và maltose. Các enzyme này hoạt động mạnh trong quả xoài chín và đây là chất tạo nên vị ngọt của xoài. Hơn nữa, vì xoài chứa nhiều nước, chất xơ và những chất khác giúp giải quyết các vấn đề tiêu hóa như táo bón và tiêu chảy. Theo một nghiên cứu kéo dài 4 tuần, khi người lớn bị táo bón mãn tính, ăn xoài hàng ngày đã giảm các triệu chứng của tình trạng táo bón so với thực phẩm bổ sung có chứa một lượng chất xơ xoài hòa tan tương tự. Cải thiện sức khỏe mắt. Hai chất lutein và zeaxanthin trong quả xoài khi bổ sung vào cơ thể sẽ tích tụ bên trong võng mạc và hoạt động như một tấm chắn tự nhiên, hấp thụ ánh sáng dư thừa và bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi ánh sáng xanh có hại. Xoài có nguồn vitamin A dồi dào, giúp giảm các triệu chứng liên quan tới thị lực như khô mắt, quáng gà cũng như sẹo giác mạc. Ngăn ngừa ung thư. Theo các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật, polyphenol trong xoài có thể giúp bảo vệ chống lại stress do oxy hóa, có liên quan đến nhiều loại ung thư khác nhau, bao gồm bệnh bạch cầu và ung thư ruột kết, phổi, tuyến tiền liệt và vú. Tuy nhiên, cần có thêm bằng chứng và nghiên cứu về tác dụng chống ung thư của polyphenol trong xoài ở người. Điều trị bệnh tiểu đường. Ăn xoài cũng có thể giúp điều trị bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu trên 20 người trưởng thành béo phì cho việc ăn nửa quả xoài tươi mỗi ngày trong vòng 12 tuần làm giảm lượng đường huyết đáng kể. Các nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Công nghệ Thực phẩm Trung ương Hoa Kỳ và Đại học Khoa học Y tế Saruka thực hiện đã chứng minh rằng chiết xuất từ các tác dụng hữu ích đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Làm đẹp da và tóc. Xoài chứa nhiều vitamin C là chất cần thiết tạo ra collagen, một loại protein tạo cấu trúc cho da và tóc. Chúng giúp da giữ độ đàn hồi và chống lại sự chảy xệ và nếp nhăn. Vitamin A trong xoài giúp cho sự phát triển của tóc, giúp dưỡng ẩm da đầu và giữ cho tóc bạn khỏe mạnh. Ngoài ra, vitamin A và các retinol khác còn giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Những chất chống oxy hóa trong xoài giúp bảo vệ các nang tóc khỏi bị tổn thương do stress oxy hóa là nguyên nhân gây ra rụng tóc và hói đầu. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa đã từng nói sức khỏe là vốn quý giá nhất của đời người. Tuổi trẻ thường dùng sức khỏe để đánh đổi lấy tiền bạc, nhưng khi về già thì lại dùng tiền bạc để đánh đổi lấy sức khỏe, nhưng không còn được nữa.
Đúng vậy, sức khỏe vốn là cái gốc, nhưng không có sức khỏe thì cũng không có tiền bạc, danh vọng và thành công, thậm chí là đến cả tình yêu chúng ta cũng chẳng thể hưởng thụ và trải nghiệm trọn niềm vui, niềm hạnh phúc ấy. Vì thế, bạn hãy luôn quan tâm đến sức khỏe và tận hưởng niềm vui mỗi ngày bạn.